Vâng, shop Tuấn Lan lại gửi lời chào, lại kính chúc toàn thể các bác anh em đam mê đi hái cau. Hôm nay thì bên em lại tiếp tục về một cái lô hàng mới về. Đây là những mẫu guốc để các bác đi trèo cau nhá, đấy, hái cau, phục vụ anh em đi hái cau. Thì đầu tiên cũng xin giới thiệu sơ qua về cái phương thức giao dịch bên em. Để anh em mua bán vui vẻ thành công, các bác điện trực tiếp theo hai số điện thoại chính của shop để hàng. Shop em đến từ Bắc Giang, luôn luôn là giao hàng tận nhà. Nhận hàng các bác được quyền kiểm tra hàng đúng sản phẩm, các bác thanh toán tiền nhá. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu chi tiết để các bác tham khảo cái mẫu guốc trèo cau bên em. Cái này thì phục vụ anh em đi trèo cau anh em nhé. Để anh em đỡ bị nhầm lẫn. Đấy. Đây là những dụng cụ hỗ trợ anh em trèo cau, hay các bác còn gọi là guốc trèo cau. Đây là cái mẫu viên bản thép đặc anh em ơi, thép đặc và có lưỡi cưa đây. Đấy, dạng lưỡi cưa để các bác trèo cây cau. Cây cau thì nó có, hầu như cây cau thì nó tương đối là nó chỉ có to nhỏ nó gần như tương đương nhau. Nên là em làm một cái kích cỡ này là gần như là cau to cũng trèo được mà cau nhỏ cũng trèo được anh em nhá. Đấy. Và có giày sẵn rồi anh em nhá. Đấy, giá thép đặc này nó rất là nặng anh em nhá. Đấy, nặng lắm. Nên là em đang bán cho bác giá là 300.000 đồng. Đấy, một bộ như này. Có cả giày luôn anh em nhá, 300.000 đồng. Đấy, bao ship tận nhà anh em nhá. Đấy, có chân trái và chân phải anh em nhá. Đấy, thì bên giày thì em có đủ size, các bác cứ cho em xin size giày xong em gửi em sẽ bắt vít cho anh em nhá. Đấy, size giày cho các bác luôn. Đấy, còn cái mẫu này là cái mẫu thép bằng ống kẽm mình nhá, ống kẽm sẽ nhẹ hơn. Đấy, ống kẽm sẽ nhẹ hơn. Thì mẫu này thì là không có răng cưa như nữa. Đấy, cái này thì nó chỉ có những cái em hàn cái đinh vào đây, hàn dạng này cũng rất là chắc chắn các nhá, cũng có chân trái và chân phải. Và cái mẫu này thì nó nhẹ hơn. Đấy, hàng cũng đảm bảo các bác nhá, trèo cũng chắc chắn cho các bác luôn. Giá là 4 triệu, quên, xin lỗi các bác, giá là 450.000 đồng. Đấy, bao ship tận nhà cho anh em nhá. Đấy, các bác cứ cho em xin chiều cao còn nặng hai dây sai giày em đủ đúng sai không nhá. Đấy, mẫu này thì thép tất cả là hàng bằng ống kẽm nên là rất là bền nhá, rất là bền. Đấy, giày thì hỏng có thể các bác thay giày anh em nhé. Giày thì có đủ size cho bác lựa chọn. Giá là tới đây em sẽ làm một cái mẫu guốc trèo cau mà cho ra cho vào được nữa anh em nhé, để các bác trèo tất cả các loại cau luôn, cau bé cau to đều trèo hết rồi nhé. Tại thời điểm này năm nay thì đang mùa cau rồi, năm nay được mùa cau giá cả hợp lý anh em nhé, giá cau cũng lên giá nên anh em thợ chuyên nghiệp mà đi hái cau thì có thể tham khảo mua cho mình một chiếc một bộ như này để các bác đi trèo cau nó thuận tiện, nó an toàn luôn nhé. Đấy. Nên là ngoài cung cấp mẫu guốc trèo cau này, bên em cung cấp tất cả những dòng guốc trèo cây để phục vụ anh em đam mê đi rừng đấy nhá. Đấy, các bác có thể kết bạn qua Zalo hoặc điện trực tiếp, bên em sẽ tư vấn cho nha. Em xin kết thúc video tại đây, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau. Các bác xem video thì cho em xin một like, một đăng ký kênh và chia sẻ anh em bạn bè cũng biết ạ. Xin chào, tạm biệt các bác.